Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã máy ép nhanh của Elmix, mã máy ép nhanh 1850 của Elmix. Sản phẩm là hàng quà tặng của Samsung, vì thế giá khi được bán ra thị trường nó sẽ rẻ hơn bằng một nửa của giá hãng. Shop săn hàng rẻ chấm nét đang bán với giá là 650.000. Đây ạ, mã sản phẩm là 1850. Đây là dòng máy ép nhanh của Elmix. Máy có công suất là 400W, dung tích là 450 mil. Máy ép nhanh là dòng máy dùng lực ly tâm mạch để đánh văng bã ra một bên và nước ra một bên. Các bạn lưu ý nha, máy ép nhanh thì chủ yếu người ta sẽ ép những cái hoa quả mà tự thân của nó nhiều nước. Đây là vòi. Vòi là mình có thể gạt lên gạt xuống để phù hợp với cái độ cốc nó ra. Và mình hướng dẫn các bạn cách tháo lắp cái máy này. Đây là nguyên bản mình bỏ ở trong hộp dạ. Nó có thiết kế logo nổi của Elmix này. Và 4 miếng vít để dính chặt xuống bàn. Trong cái quá trình mình của mình ép nước ấy, nó sẽ ra lực rất là mạnh và làm cho máy rung lắc. Vì thế cái miếng này nó có chức năng là giữ cho máy không quá bị rung lắc trong cái quá trình mình ép. Cái thứ hai nữa là thiết kế cái nút ở bên sườn này, nó có hai nấc, một cái công tắc số 1 là ở nấc nhỏ và cái số 2 này là nấc to, còn ở giữa này là nút off. Đây là cái dụng cụ nồi. Bây giờ mình sẽ tháo nhé, chúng ta dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy cái này ra. Đó, và chúng ta nhấc cái này lên. Nhấc cái phần trên này lên ạ. Và nữa là đây là cái một bên là để bã, một bên là để nước, đây là ống để bã. Các bạn ở bên này. Và đây là ống để nước. Đó, chúng ta đặt vào đây. Ống để nước thiết kế có đầu rót và cái nắp này tháo ra tháo vào được. Và tiếp theo. Đây là lưỡi dao. Lưỡi dao này rất là sắc nha, nên chúng ta không được cho tay vào đây đâu vì nó sẽ bị thương tích. Đó, chúng ta đặt xuống đây, chúng ta nhấc lên, ta đặt vào, chúng ta ấn xuống. Cái này nó chỉ ấn lên ấn xuống thôi. Và chúng ta cắt cái khớp này này, nó là nhựa cứng, vì thế chúng ta phải đặt đúng khớp. Đó thì mới nắp được nha, còn nếu chúng ta mà không đặt đúng khớp thì nó sẽ không vào được đâu ạ. Và nó sẽ bị vỡ và dẫn đến hư hỏng máy. Đó. Và mình cắm điện luôn cho các bạn nghe cái tiếng kêu của máy nhé. Và cảm giác được cái độ mạnh của cái lực của máy. Đó, đây là nút to nhất ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, nó dùng lực ly tâm. Cho nên là khi mà mình ọp máy rồi, máy nó vẫn quay, cái motor của nó vẫn quay. Và để một lúc nữa thì cái vòng này nó mới hết và máy nó mới dừng lại hoàn toàn. Thì trong cái thời gian như thế thì chúng mình không thêm thao tác gì nữa để tăng cái độ bền của máy. Và khi mà mình dùng ấy, khi mà mình ép ấy, thì một tay mình nên nhồi và mình giữ máy như thế này để cho máy nó có cái độ ổn định trong cái khóa này. Mình giữ như này vào như này, mình nhồi xuống và mình giữ máy và một tay mình sẽ nhả ra. Các bạn nhìn thấy không? Khi mà mình nhả ra phát là cái lực ly tâm của nó vẫn quay, động cơ của nó vẫn quay để nó văng bã là một bên, nước là một bên, nước của nó sẽ về đây và bã của nó sẽ về bên cái phần hông ở đằng sau này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nước của nó sẽ về đây. Đấy, cái hông đằng sau này. Đó. Chúng mình nên hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của máy ép nhanh để chúng mình lựa chọn mua ở cái máy ép phù hợp với gia đình mình. Ví dụ như cái máy ép nhanh này, cái giá thành của nó luôn luôn rẻ bằng một nửa so với máy ép chậm. Cái thứ hai nữa là dùng nó sẽ nhanh hơn, nhưng cái đạt được cái độ nước ấy, nó sẽ thơm mùi hoa quả hơn và cái độ tách tầng của nước nó sẽ lâu tách tầng hơn. Vì thế mà nhiều người thích dùng máy ép nhanh. Nhưng cái nhược điểm của máy ép nhanh là nó sẽ không kiệt. Vì thế cái bã
của nó ra vẫn còn nước, chúng mình có thể ép tận dụng ép lại lần hai hoặc là có thể bỏ đi, nhưng ngược lại cái thời gian sử dụng cái máy này nó sẽ nhanh hơn. Vì thế chúng ta chỉ nên ép những cái hoa quả được gợi ý ở trong cái sách hướng dẫn này. Và nữa là chúng ta chỉ nên ép những cái hoa quả nào mọng nước. Còn những hoa quả như là ổi, lê, táo thì và cần tây là không ép được với dòng máy ép nhanh. Vì thế khi mà mua chúng mình phải cân đối giữa cái nhu cầu sử dụng và cái túi tiền của mình. Nếu mà mình muốn ép cần tây này, rau này, lá này, những hoa quả cứng và nhiều chất xơ thì chúng ta nên mua máy ép chậm. Chúng ta ép nhanh để đỡ tiết kiệm thời gian và có nước cam thì chúng ta nên dùng máy ép nhanh.